trích sách khôn ngoan. Người công chính dù có chết cũng được an nghỉ cũng là đáng kính trọng. Không phải vì sống lâu, cũng không phải vì thiếu tuổi. Thật vậy, sự hiểu biết của con người thay cho đạo bạn và đời sống trong sạch, thế cho tuổi già. Người làm đẹp lòng Chúa được Chúa yêu mến. Và vì sống giữa người tội lỗi nên được Chúa đưa đi, người ấy được cất đi. Kéo sự gian tà làm hư hỏng trí khôn, hoặc sự dối trá lừa phỉnh tâm hồn. Vì sự quyến rũ của thú vị phù phiếm che khuất điều thiện, và cơn lốc dục vọng làm điên đảo tâm hồn chính trực. Người tiến đến mức hoàn thiện trong thời gian ngắn khác nào đạt được đỉnh cao của sự nghiệp. Linh hồn người ấy đẹp lòng Chúa, nên Chúa bỏ đưa người ấy ra khỏi chốn gian tà. Dân chúng nhìn thấy mà không hiểu, cũng chẳng nghĩ ra rằng Chúa ban ân sủng và tình thương cho người Chúa chọn và viếng thăm các thánh của Ngài. Đó là lời Chúa.
Kính thưa ông bà anh chị, ngày hôm nay chúng ta dâng thánh nguyện thời gian cầu nguyện cho bà Maria đây. Với 96 năm sống trên thiên thế, chúng ta thấy rằng tất cả mọi sự trong cuộc đời đều nằm trong bàn tay của Thiên Chúa. Tất cả đều nằm trong bàn tay của Thiên Chúa, đến nỗi mà sự ra đi của mỗi người cũng nằm trong bàn tay Thiên Chúa. Nếu như chúng ta thấy suốt hơn nửa năm dịch bệnh tới bây giờ, chúng ta thấy gần như các hoạt động ngừng lại, gần như mọi sự ngừng lại, rồi sau đó dần dần được mở ra. Và chúng ta thấy như cụ bà Maria này, khi bắt đầu các hoạt động chúng ta có lại, thì bà đã được sức dầu, chuẩn bị tâm hồn. Và ngày hôm nay đây, bà ra đi trong tình thương của Chúa, mà như là một sự sắp đặt trong bàn tay Thiên Chúa. Ngày hôm nay thánh lễ tại gia đầu tiên từ sau mùa dịch tới đây, hình như là mọi sự chúng ta thấy nó đều nằm ở trong bàn tay của Chúa. Thì Chúa đã chọn, Chúa đã lựa, và Chúa muốn cho ai là quyền của Chúa. Và hôm nay bà Maria, Chúa muốn cho bà có thánh lễ tại gia để cầu nguyện cũng như là nâng đỡ những người thân trong gia đình. Anh chị em cứ biết chúng ta có thể hỏi từ chi, chúng ta biết 4 giờ chiều mới lên báo, mới lên xin nhìn lễ tại gia cầu nguyện cho bà. Và thật bất ngờ, cha sở ngày bà biết để tổ chức một cái thánh lễ tại gia để cầu nguyện cho bà Maria đây. Và chúng ta thấy có phải đó như là cái dấu chỉ nằm trong tình thương của Chúa không? Nếu như mà chỉ cần sớm 1-2 ngày thì sao? Chúng ta thấy mọi việc đều nằm trong bàn tay của Chúa. Vì thế, sự ra đi của một người thân cũng nằm trong chương trình của Thiên Chúa dành cho cuộc đời của họ. Chúng ta có thể nói rằng cụ bà Maria, sau một thời gian dài sống trên thiên thế với 10 người con, rồi biết bao nhiêu thăng trầm với 96 năm, để rồi ngày hôm nay Chúa nói với bà: con đủ rồi, con sống như đó đủ rồi, con sống ở cái cõi tạm này đủ rồi, thế bây giờ con hãy quay về với cha. Về với cha là cội nguồn của hạnh phúc. Và chúng ta thấy tất cả đều nằm trong bàn tay Thiên Chúa. Vì thế chúng ta hãy tiếp tục dâng thánh lễ với lời cầu nguyện cho bà Maria, và chúng ta cũng cầu nguyện cho mình, để rồi chúng ta tiếp đặt cái cuộc đời của mình trong bàn tay Thiên Chúa. Nếu chúng ta đặt trong bàn tay Thiên Chúa thì Chúa sẽ sắp xếp cho chúng ta một cách thật tốt đẹp. Còn nếu chúng ta cứ quyết làm theo ý của mình, không muốn đặt cuộc đời trong bàn tay Thiên Chúa, thì có thể trước mắt chúng ta thấy tôi quyết điều này, tôi quyết điều kia được, nhưng kết quả, một cái kết quả tổng thể, một cái kết quả toàn vẹn, chứ không phải những cái kết quả nhỏ, nó sẽ không bao giờ giống như người chúng ta nghĩ rồi. Và vì thế chúng ta hãy hiệp dâng những lời nguyện của mình. Tạ ơn Chúa vì cho cụ bà Maria 96 năm sống trên dương trần được làm con cái Chúa. Tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay bà không còn phải chịu bất kỳ một cái đau khổ nào ở trần gian này nữa, mà bà được về với Chúa và sống.